Rồi, hello anh em. Hôm nay chúng ta quay lại với The Evil Within. Hôm trước thì tôi chơi đến cái đoạn đánh với Minh Béo rồi. Hôm nay có khi vào triển tiếp. Anh em online hết chưa? Tôi cũng định xem Euro nhưng mà thôi, đợi trận đêm nay 2 giờ xem cho sướng. Nhưng mà mấy trận buổi tối này xem không thích lắm. Ok, chúng ta tiếp tục phần trước nhá. Phần trước thì tôi đã giết hết bọn zombie rồi, chỉ có vào gặp thanh niên Minh Béo thôi. Lần này không biết là giúp kinh nghiệm riêng nó không. Nhục lắm. Ok, chúng ta đã vào chuồng lợn. Rất thích hợp với Minh Béo. Tập trước tôi cứ tưởng là tiếng lợn kêu hóa ra là tiếng Minh Béo đấy. Rồi bây giờ mình phải chuẩn bị sẵn vũ khí. Kinh nghiệm rồi. Lần trước chết nhiều tôi kinh nghiệm lắm. Ok. Bây giờ đi vào đây để con lợn Minh Béo nó ra. À từ từ đã. Rồi làm tí lựu đạn mà ra đây mẹ. Úi rồi ôi mày mày mày. Ôi 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 đánh kinh thế. Ok, còn thay đạn mới nhục chứ. Ôi ôi ấy à, tôi xong rồi. Mẹ giết thằng này khó thế. Mẹ cắt đứt đầu luôn ạ. Mẹ. Lại vào đây rồi. Lại gặp em Minh tá y tá ngon xinh nhưng mà chả làm gì được. Thằng Minh Béo khó giết thế. Làm nào rồi nhỉ? Mẹ, mình có tí đạn cứ tưởng là hiếp được nó vào nó giết luôn. Ai cả cứ... Hay là chuyển sang dùng khác nhỉ? Nỏ nhỉ? Hay là phải leo trên cái này chạy? Thằng này nó không biết leo. Đúng đúng ấy. Thôi nhanh chạy nhanh chạy nhanh. Leo nhanh leo nhanh leo nhanh. Mẹ. Ôi thằng Minh Béo ngu. Mày em sao biết anh ở đây. Nó xem mày làm gì. Ôi đi bạn nó biết leo. Ôi rồi ôi. What the fuck. À trời có cái bẫy. Phải dụ nó vào đây. Mẹ. Thôi anh ơi. Em xin anh. Nào. Nỏ đâu rồi. Đây thôi. Ok. Rồi một phát. Xin cha mày. Ui. Mình chưa chết. Thôi chạy 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 chạy. Ui. Đâu giờ?
Ở nhà này nhanh, mẹ nó đến nơi rồi. Nó có biết mình trong này không? Thằng khỏe thế. Lên trên tầng xem nào. À đây có mũi tên nữa, không lấy được. Ôi ôi, nó vào đây rồi sao ấy. Mẹ nó đâu nhở? Anh Minh ơi. Ủa, ôi dồi ôi. Tha cho em Minh ơi. Chạy nhanh đâu rồi? Ê, anh ơi. Mẹ trong này không có đường chạy. Ừ. Mở cửa nhanh. Ơ kìa, cái thằng ngu này. Mày này mẹ. Chạy nhanh con lượn này. Ủa, chết chưa? Rồi. Mẹ. Mẹ vãi cả cứt. Ôi. Mẹ, cái thằng assassin này nó biến thành à? Rồi. Rồi lấy được cái này rồi. Mẹ giết thằng này vất vả vãi. Ok rồi. Giờ ra đây cắt cái này thôi. Rồi. Mẹ. Điều vãi có tường đây thì đéo leo qua, cứ phải đi tìm cái cưa để cắt cổng. Thiên nhiên thừa hơi vãi. À đây thằng bác sĩ đây. Mẹ thầy nấp kỹ vãi. Detective Castellanos. Leslie should be just ahead. It is imperative that we find him. Nếu sao? Thôi qua màn rồi. Xếp game phát. Bây giờ đến chapter 4. Tôi không biết trò này bao nhiêu chapter. Nhưng mà nặng tận nặng tận gần 50GB thì chắc là chơi mướt luôn. Không biết bao giờ mới hết. Mấy bác bảo cưa gỗ, mẹ cưa gỗ đâu? Cưa đấy cưa cả sắt chứ gỗ nào. Oh, the hospice. Yes. Leslie was being treated here years ago. He'd come here thinking it was familiar and safe. You know where we are? Đây là chúng ta đang đi tìm cái thằng ngáo đá. Thằng ấy tên là Leslie. Didn't answer my question.
I don't know. For all I know, I'm losing my mind and you're just a delusion. But I'd like to think I still have a shred of dignity and an obligation to protect my patient. As an officer of the law, you should too. Mẹ lại vào cái làng này, nào mẹ gặp zombie. Mẹ thằng bác sĩ giờ hơi. À lại nghe có tiếng nhạc. Mẹ thanh cảnh vãi, nhạc thính phòng. À đây rồi, lấy được quyển sổ rồi. Vào đây là hình như là lại tìm thấy em y tá xinh đẹp đây. Rồi gặp em y tá phát. Vào đây mình sẽ nâng cấp. Biết nâng cấp gì đây. Whatever is the matter? Mẹ cái con này. Mẹ giọng khiêu vãi mà không làm gì được. Rồi, vào đây nâng cấp phát. À, tôi nhắc lại những bác nào chưa biết nhá, là đây là game The Evil Within. Game này có phong cách rất giống Resident Evil đấy. Chúng ta vào vai một cảnh sát và sau khi mà thành phố bị ma quỷ nó xâm nhập thì thanh niên này trên đường đi tìm nguyên nhân. Nâng cấp vũ khí đi. Nâng cái này đi. Rồi nâng cái này nữa. Ok. Tôi nãy giờ tăng đam với lại tăng độ chính xác của mấy khẩu súng. Trong này có trò hack não hay phết. Vào đây save game. À, bye bye em nhá. Mẹ trông dáng ấy. Ôi mẹ nó còn ngồi nó cắt móng tay ạ. Cái con này, mình thì khổ sở có vào được không? Đích vào được. Định vào hiếp phát. Ok, quay trở lại với thế giới thực. Ô mẹ thằng bác sĩ vào đây lúc nào ấy. Xem nào. Thôi từ từ hạng nâng máu đi. Rồi đi đâu đây? Gì kìa? Rút rác à? Ui vãi. Mẹ cái gì đây? Mẹ thanh niên đốt rác à? Vãi cứt. Mẹ lợn vẫn ngồi vẫn đứng ăn rất bình thản. Mẹ zombie lợn thì yếu giết trong khi mẹ... Rồi mình sẽ dụ nó ra cái đầu kia. Ồ. Bọn này là mình có phải giết. À, nhìn thấy mình rồi. Mày này. Phát chết luôn. Giờ sao đây? Ở đây vào trong nhà này. Ủa. Mẹ.
Xiêm thẳng đất cũng cháy được người ở trên cao à? Điêu thế. Ủa, mẹ con mụ ở đâu rơi xuống ấy? Đốt nốt rồi đi. Chả có gì trong này à? À đây, có máu rồi. Ngon rồi. What could have happened here? Ôi, mẹ hình như là có nó ở đây sao? Cái gì đây? Cái này là để chế cung bắn đạn phát sáng. Kinh phết. Làm zombie chói mắt. Hệ zombie biết chói mắt. Điêu vãi. Nhiều đạn thế. We must find my patient, Leslie. Tìm thằng bệnh nhân à? Mình nghe tiếng thằng nào nhỉ? À, một phát đầu. Lần này tôi chơi kinh nghiệm lắm. Mấy con đượi này. Ơ. Sao là mình nghe thấy có tiếng nó trong này cơ mà nhỉ? Cửa nào nhỉ? À đây rồi. Mẹ cái gì đây? Anh đang thịt người à? Ôi vãi. Mẹ thằng bác sĩ kinh ấy. Anh thằng này à? Mẹ nó biến thành zombie rồi. Úi dồi ôi. Cái gì đây? Expose everything. Mẹ thịt người ạ. Hey, what are you doing? Úi dồi ôi. Thôi anh ơi, thôi 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 thôi. Mẹ. Mày này. Mày này. Ô, thằng béo đánh dễ nhỉ. Gì đây? Ủa? Sao thế này? Ủa? Mẹ! Thằng này bị làm sao đây? Ngứa đầu à? Chắc lâu không gội, cháy nhiều. Hẹ! Sao? Ủa tim này. Mẹ quả này mà xào với giá ăn thì nhất hạn. Sao đây? Couldn't be roof
Cái gì đây? Chìa khóa nhét trong người à? À, nhét trong người thằng này rồi. Mẹ. Ủa. Nào đây. Ui, mổ luôn. Ôi trời ơi, thôi. Kinh vãi. Mẹ đút tay vào lấy à? Khiếp. Ôi, ôi. Giật cơ mình. Ôi, thằng ấy bị lấy cả tim rồi vẫn sống à? Ôi, đi cho lành, kinh quá. Sao đây? Chìa khóa này mở cái gì nhỉ? Lắm. Đây cái này rồi sao? Đấy là cái chìa khóa đi đâu nhở? Chắc phải ra ngoài rồi. Chào các mẹ. Ủa. Thằng nào đây? That came from outside. Yes. Ở đâu rồi? Mẹ con hươu bị giết này. Chắc là trên này rồi. Thủ sẵn súng đã. I saw something move. Gì? Ủa, mẹ có thằng zombie. Thanh niên béo phết, mẹ béo hơn cả Minh béo. Mẹ xuống đây. Mẹ xuống đây. Nấp vào đây đã. Mẹ thanh niên trông như bán thịt lợn, cầm quả con dao. Mẹ mày chết với ông. Một phát ở đầu thằng béo. Xong phim rồi. Rồi lấy được ít nâng cấp. Đạn. Lấy cái mép này làm gì nhỉ? Phun bố đạn rồi. Ủa? Mẹ. Con này bẫy kinh ghê. Mà bơm máu phát đã.
Không ra được à? Từng lấy chung chìa khóa thôi mà nhở? Giờ sao? À đây cửa này chứ. À đâu đây cửa này mình đi vào mà. Hay là lên đây? Ở đâu nhà này vào rồi mà. Ơ mẹ giờ hơi à? Thằng bác sĩ khôn vãi nó cứ chạy chậm mẹ. Bắt mình đi đầu. Hay mình lấy chung chìa khóa đây chưa nhở? Lấy rồi mà. Có bác nào chơi rồi bảo phát, tôi mẹ loại khó vãi. À đây hay là cái nhà này. Đúng rồi, nhà này mình đã vào quái đâu. Ui. Đây rồi, thằng ngáo đá đây thôi. Để anh cái. Mẹ ngáo chạy nhanh thế. Nhặt mấy cái này làm gì? Mẹ đi. He's gone down there. Đây rồi. Sao mình cứ phải đuổi theo cái thằng này nhỉ? Không hiểu lắm. Từ cái lúc phần trước đã phải chạy rồi, đuổi theo cái thằng này rồi. Ôi, đoạn này có checkpoint là nghi là lại có vẹo gì lắm ấy. Ủa, cái gì đây? Mẹ. Phòng sưu tập tranh à? À đây là phòng rửa ảnh. À đây rồi. Xong rồi, có vẹo rồi. Ở đây. Ủa, cái gì đây? Ủa, mẹ thằng ấy tăng hình à? À đây rồi, con chó tăng hình. Mẹ. Đây rồi. This place is a death trap. Is there anywhere safe at all? I think. Mẹ này bắn đéo thằng này nhỉ? Tăng hình kinh vãi. Can't get out. Can't get out. We must be going this way. Can't get away. Can't get away. Ôi nhìn cái mặt nó kìa. Nhìn mặt trông như cái lìn. Mẹ thanh niên mặt lìn. Giờ mình biết ngoài đời thật. Lại gì đấy? Ôi mất bố đường rồi. The stairs are gone. We must be collectively losing our minds. Losing our minds. Losing our minds. Losing our minds. Ủa? Losing our minds. Losing our minds. Thôi xong rồi. Lại gặp thằng này rồi. No.
thằng này là Ruvik. Who the hell are you? No, don't follow. Để em anh ơi. Ok. What the hell? Doctor, Leslie. Biến mất rồi. Fuck. Mẹ chỉ bậy thế. Ủa. Mẹ. Nhéo gì này? Ủa. Sting à? Mẹ lạc vào nhà máy sản xuất Sting đỏ rồi. Giờ sao đây? What is going on here? Thằng bác sĩ và thằng kia biến mất bố rồi. Không leo được. Ôi, mẹ lại có cái bom kìa. À đây đường à. Lấy một cái mũi tên. Đây là gì? À rút nước rồi. Ngon rồi. Ủa. Mẹ thải ra xác à? Kinh vãi. Ôi. Đây là cái gì? Dầu à? Có cái bom ở đây rồi. Ô. Ấm nhấn nhầm, phải ấn space chứ. Phải nút cách, nhầm ấn nút chuột, ngu quá. Mẹ mất bao máu. Ủa. Nhảy. Ơ. Mày chạy nhanh xong mới nhảy được. Nhảy sát. Rồi. Cái gì đây? Mẹ đá bóng à? Mẹ hôm nay nó biết có Euro, game nó làm theo kiểu đá bóng. Cứ đạp đạp lên em cháu. Ừ. Bây giờ hơi à? Ở dưới này có một cái này. Sút. Ok. Chả thấy có vấn đề gì không. À. Ui có cái dây. Cái gì đây? Mày bắn cái gì nhỉ? Đầy đạn rồi. Ơ thế làm sao lên được trên này nhỉ? Đây rồi. Thằng này bị điên à? Đây rồi. Rồi. Mẹ các bác thấy tôi tỉnh không? Ngon ngay. Trước nhầm thôi. Gì đây?
sao này? Ôi ôi mẹ ơi, tôi xong tôi rồi. Mẹ đéo lắm zombie thế. Mẹ, ui. Gì này? Nắp 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 máu. Mẹ lại còn ngáo đá này thì còn mẹ nước non gì? Ủa. Tỉnh lại nhanh con rượi, nhanh. Mẹ. Ôi. Ơ kìa. À đây đúng rồi, có cái bẫy. Mày vào đây. Mẹ đông thế. Mẹ đông này chơi đéo với nó. Tránh ra. Mẹ. Gì đây? Đốt cái này à? Ủa. Chạy sang. Rồi, dụ bọn zombie đi vào đây. Con đéo đi vào đây. Khôn vãi. Thằng béo này. Ủa. Mày này. Thằng cầm cuốc này. Con cầm dao này. Nhưng chưa có thằng nào không? Sao mình nghe tiếng chúng nó nhở? Ở đây, ủa. Mẹ nó còn leo trên này. Con dog này. Con dog này. Rồi, qua rồi. Đốt xác bọn này được cái gì không nhỉ? Mẹ không còn viên đạn nào mới nhục chứ. Xem nào. À đây. Khẩu này vẫn còn. Cái này để làm. Ok. Ủa. Mẹ cái gì đấy? Sốt cà chua à? Kinh vãi. Đi được. Có em nào nằm kia? Gái trai đấy. Lấy đạn đã. Em ơi. Ủa. Mẹ cái gì này? Ủa. Thôi. Chạy 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 chạy. Đâu chạy được đây? Chạy đâu bây giờ? Mẹ đéo chạy được. What the fuck? Ủa, trông nó kìa. Con này kinh thế. Ủa, nó đang lấy xác con kia. Chạy nhanh chạy nhanh chạy nhanh chạy nhanh chạy nhanh chạy nhanh. Ủa kìa. Nhanh lên. Thằng đợi này. Ủa, ông còn thở đi mẹ.
Tôi xong tôi rồi. Chạy đâu đây? À đây thôi. Ôi. Chạy nhanh. Ui, tí tay rồi kìa. Ui. Ui. Mẹ. Bom. Mẹ như vẫn đuổi mình sao ấy. Ôi vãi. Mẹ. Ôi chị ơi. Em xin chị ơi. Nhanh đây rồi. Rồi. Mẹ. Sao tự nhiên mẹ đốt thằng này nhỉ? Kinh vãi cứt. Ủa. Gì đây? Tại con này à? Chạy nhanh. Ủa. Gì này? Chạy nhanh lên. Ôi. Mẹ. Damn it. That was close. Thoát rồi. Sợ vãi cứt. Có đạn rồi. Cái gì này? Ôi. Ôi. Mẹ. Nó đuổi mình à? Chạy đâu rồi? Cái gì này? Ôi xong rồi. Sao đây? Vãi thanh niên ngã thế không chết. Phệ. Điêu vãi. À qua màn rồi. Ngon rồi. Có mấy bác bảo sao con súng nhìn thấy zombie không bắn. Tôi nói thật mấy con zombie đấy là mẹ tầm boss rồi, không bắn được nó đâu. Hê. Không phải loại thường đâu mà bắn. Thôi thì mình cứ mẹ tẩu vi thượng sắc. À lại quả gương thần lọ lem đây rồi. Nói cả em y tá đã. Necessary for me, my ass. Mẹ chơi game này có mỗi cái đoạn này là cảm thấy an toàn nhất. Có mỗi em gái này. You should find this useful. Gì đây? Đọc báo à? À, em kia đứng dậy rồi. Ngon rồi. This way, please. Được nện rồi. Nhìn bông pháp. Ê, được đấy. Mẩy phết. Trông mình đi như thằng mẹ bệnh hoạn. You don't talk much. Đi đây. Mẹ dẫn mình đâu đây? Detective Castellanos. Do you have a key like this? Chìa khóa gì?
key will allow you to open this door. Gì đây? The contents are yours. Please come back whenever you need to. À, đây là kiểu tủ tủ mà nếu mà mình chọn ô nó sẽ cho mình một cái món đồ nào đấy. Ok, hiểu rồi. Mẹ nghe cái giọng kia hát mẹ creepy vãi. Mặt thì xinh, giọng creepy thế. Ngồi đi online tí nhở? Tội gì mình phải đi nhở? Mẹ. Thôi đùa thế thôi chứ phải vào nâng cấp tiếp. Sao đây? Tăng cái gì đây? Tăng khả năng trữ đạn lên. Đúng rồi, tăng khả năng. Rồi, ok. Tăng thời gian nạp đạn nhanh hơn. Ok, hết rồi. Rồi, khỏe rồi, đi tiếp thôi. Xếp game phát. Mẹ con eo lại ngồi cất móng tay. Mẹ cất móng tay cả ngày không xong. Không hiểu lắm sao thằng này nó cứ vào đây để nó hack não nhỉ. Đây là gì? Mẹ nhà thương điên à? Chả nhìn thấy cái gì. Ủa, mẹ lại có thằng mặt lìn đây rồi. À, mày này. Ủa, mẹ. Xong rồi. Thằng đó. Nghĩa thì nát xác với nó. Looks like I have to get down. Chả đây cái gì? Để xuống. Ok. Thôi rồi, lại có đạn rồi. Mình phải chăm đi kiếm đạn hơn. Đây rồi. Diêm. Mẹ nó xếp game mà lại có vẹo gì rồi. Nghỉ lắm. Nó kia xem có cái vẹo gì không. Ôi. Ôi. Mẹ lại thành tăng hình rồi.
Kỹ sư mày này. Ôi, thôi. Nó cứ dí cái mặt lì nó vào mặt mình. Mày này. Ấy da. Mẹ, chơi cả mấy con tàng hình thì khó thế. Ok. Có nhiều đạn shotgun phết đấy. Locked. Need to find a key card. Chìa khóa à? À cái cạc à? À thế chỉ có vào đây đúng nhỉ? Đi các đâu? À đây. À, mẹ lại có thằng tàng hình đây rồi. Đi qua được cả cửa. Mày muốn láo à? Tốn đạo với thằng này quá. Ừ, sao đây? À đây rồi. Đấy cái key card rồi. Mấy bác bảo đốt xác không có sống lại không phải đâu, sao mà hồi sinh được. Ôi. Mẹ nó hồi sinh thật à? Out of ammo. Mẹ. Thôi đốt nó phát. Giờ quay lại chỗ lần trước đúng không? Đúng rồi. Rồi, mở cửa rồi. Đây, mấy cái này nâng cấp đã. Nhiều phết. Gì vậy?
Mẹ lại thằng Assassin's Creed à? Mày đi nhanh thế. Cái gì này? Phòng kín như băng này. Cái gì đây? Lỗ nhìn trộm cái tắm à? Cái gì? Ơ sao có cái cửa đây rồi? Ma quái vãi. Đây là cái gì? Ủa, đây là cái gì đây? Ôi máu chảy này. Kinh vãi. À đây máu dẫn ra ngoài này. Chắc dẫn đường cho mình rồi. Ơ? Ủa sao làm lỗ này? Lại vào phòng khác à? Đây có hình bộ não này. Cơ thể người. Ơ. Ủa. Mẹ chọn nhầm à? Phải cả cứt. Ơ thế lại phải đi lại à? Không hiểu cái này như nào. Có bác nào hiểu không? Tôi chả hiểu mẹ thế đéo nào. Cái này mẹ kiểu 5 ăn 5 thua à? Đúng là mùa Euro khác, mẹ cá độ kinh vãi. Xem nào. Thôi cứ mặc định này đi. Rồi. Ngon rồi. Ăn một trận bóng rồi. Rồi tiếp phòng này. Phòng máy lúc nãy là mình đi rồi đúng không? Mình ấn ở bên tay nào nhỉ? Hình như bên tay trái thì phải. Đúng rồi, bên tay trái. Đúng rồi. Quá tỉnh luôn. Máy vẫn nhớ. Phòng này là lúc nãy là mình chết đây. Là bên tay gì nhỉ? Cái này là cái bên phải đúng không? Cái này là bên phải. Lúc nãy mình chết là cái này nhé. Đúng rồi. Mẹ quá chuẩn luôn. À đây có cái này lấy được.
Ủa, mẹ cái gì đây? À, có đường đi rồi. Ôi, mình nhiều điểm kinh nghiệm thế mà không gặp mẹ con y tá kia để nâng nhỉ? À, đây là thằng phụ tá đi cùng mình mà. Này bị làm sao đây? Trông thanh niên này giống soái ca Hàn Quốc vãi. Cái game này của bọn Nhật làm nó khác, nhìn mặt mấy thằng này đúng kiểu soái ca Hàn Quốc. I don't know what I am, but it's definitely not okay. You brought me here. Vãi thanh niên này làm sao đây? Ôi, chứ giờ nó biến thành ma rồi, ở đâu? Sao đây? I've still got a little fight left in me. À, nạp máu cho thằng này. Mình lại còn phải giằng theo ông này, em khổ. Let's get out of here fast. This is getting tough. Nó đi đâu đây? Ủa? Ôi dồi ôi, thôi. Đúng rồi, mình phải đứng đây. Đốt chúng nó. Chúng mới ra đây. Đi vào đây. Chết cháy đi các con. Xong rồi. Mình hơi dã man nhưng mà thôi, mình chấp nhận vậy. Thằng kia ngu thế, mày biết dùng cái đầu chứ sao cứ bắn nó thế. Thằng phụ tá mình ngu vãi. Rồi. Nhiều điểm kinh nghiệm vãi cả cứt. Cái gì? Mày lại còn phải bơm máu cho nó. Toàn đạn mẹ. À, ở đây có đạn rồi. Ngon rồi, 10 viên rồi. Điểm kinh nghiệm mà nhiều vãi. Đội của thanh niên này phải đốt nó rồi. Thôi ra đi, yên nghỉ nhá. Mẹ đốt zombie ra đạn. Điêu vãi. Mẹ. Giờ đi xuống dưới này rồi. À, cái thùng này như là bắn vào là nó nổ thì phải. Nó để mình bắn bọn zombie đi vào là nổ. Đúng rồi. Thảm nào mình bảo quái. Nó cứ cho cái bình đi làm gì. Cái gì đây? Cửa gì nhìn mẹ hách não này. Why would they put a bomb like this? A bomb. Do you think we can get past it? Stand back.
Let me see if I can disarm it. À, thằng này gỡ bom. Tốt. Rồi, ngon rồi. Kể ra có thằng này đi cùng mình cũng tốt. Mẹ, nó còn giúp mình lúc cần. Ủa? What is it with this sound? I thought it was something electronic. Ôi vãi. Ôi, tôi xong rồi, thằng kia bị biến thành ma rồi. Ôi giời, bận, ôi kìa. Mẹ, bẩn vãi. Thằng này là chùm à? Mẹ, xoáy ca đẹp trai biến thành quỷ rồi. Joseph, after Connelly, I thought... I don't know what came over me. I haven't been feeling well, but... Look, nhìn mặt thầy đều vãi. Let's just get out of here. There's something wrong with this place. Yeah. À, may quá nó không biến thành quỷ. Thằng kia đâu rồi? Lên đây đi. Để mình tao ở đây cô đơn. À đây rồi. Full rồi. Ôi mình có nhiều loại nỏ phết rồi đấy. Hai loại shotgun. Súng. Rồi. Vào đây gặp em y tá rồi. Nghe nhạc du dương này là biết. Ai biết ngay. We need to move. Ủa sao này? Ơ? Sao càng ngày càng đen trắng này? Creepy vãi. Con nó đâu rồi? Em ơi. Đây rồi. Nâng cấp phát. 8.000 điểm. Tha hồ luôn. Sáu nghìn để chạy nhanh à? Tốn thế. Thôi nâng vũ khí đi. Nâng để lấy thêm đại só gan, đạn só gan đấy. Ok. Fire rate. Tăng cái này đi. À, critical ngon rồi. Phải có crit bắn sướng. Hai súng này đều tăng crit đi. Chí mạng. Từ này là từ chí mạng ở trong mấy game. Kiếm hiệp. Critical.
Ôi sao lại đóng bố rồi? À đâu? Ô con kia đứng trước gương rồi. Làm gì đây? Ủa? Mẹ. Váy nó dính máu kìa. Chả hiểu. Ơ? Ơ không quay được à? Ơ. Mẹ. Thi đấu nào. Xếp game đã. Thôi đi. Mẹ con y tá này nhìn thế thôi kinh phết đấy. Nó cứ creepy nào. Lấy đạn đã à diêm. Ừ. Rồi. Nhiều đạn vãi cứt. Đi thôi. Ui. Con kia làm sao kia? Mẹ. Kidman. Nikon Kidman à? Wait a minute. It's another trap. Look. Úi giời ơi. Mẹ mụ nào đây? It's much more loud. Ui. Nó thấy như xoáy ca toi rồi. Mẹ thằng này thấy gơn sinh kéo nhảy xuống nó mẹ. Nó nhảy xuống nó chiếm cái trái tim người đẹp trước mình à? Thật sự mạnh. Ôi sao mấy thằng này nó chỉ đuổi thằng kia nhỉ? Sao tao đuổi thằng kia nhỉ? Ủa. Ôi. Ôi. Ôi chơi so gan bọn này thôi. Mày này. How many of these things are there? Đừng thế. Ôi, mẹ quên mất thằng này. Rồi. Ôi. Mẹ thằng này có cả... Ủa. Làm nào cứu con này bây giờ? Ở đây rồi. Để chạy vào đây. Mẹ khóa rồi. Làm nào vào đây bây giờ? Sebastian, they're above us. Ủa? Mẹ nó còn ném cả.
Ủa. Ôi. Ủa. Con nạp đạn đã hết mẹ đạn rồi. À hết máu rồi. À, có thằng đứng trên này ném mẹ ném lựu. Mày ném lựu. Hết mẹ đạn. Is that? Is that it? I think there's still something nearby. More of them on the move. Mẹ lại nữa à? Lắm thế. Ủa. Úi dồi ôi. Bọn chó này. Bọn mày láo. Ủa bọn khỏe thế. Ủa xong thôi rồi. Mẹ khó thế. Đoạn này khó thật đấy. Thằng đứng trên ném kinh thế. Ây à. Ôi mình phải chạy trên gác. Không đứng dưới này được. Cho súng sai thế. Cho mồi lửa đi. Từ từ đã. Đây là lựu này. Chắc phải dùng đến lựu. Nạp này đã. Rồi. Anh cầm lựu đây rồi. Chúng mày vào đây. Mày đâu? Ơ chúng ở đâu nhỉ? Mẹ con kia vẫn chưa chết, súng dai thế. More of them on the move. Rồi. Don't be a hero, back off. Ủa. Mẹ chạy nhanh thế. Láo này. Đốt cháy luôn.
Đốt. Đúng rồi. Đốt nhanh. Mẹ. Đốt. Rồi. Ôn cái đâu. Đốt nốt. Ôi. Ôi mẹ ơi. Ôi anh ơi. Mẹ quân cảm tử à. Ôi ôi. Mẹ lại còn thêm này. Rồi. Mày con nó chết rồi. Kidman needs help. Tao lấy máu đã, cứu nó sau. That was close. You better come have a look at this. Ừ. Ừ sao? I can't get the thing open. I think there's another control panel around here. We're running out of time. Where do these cables go? Đây rồi, lần theo cái ống này. I'll go. Tell me what to do. Chạy nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh. Rồi. Ôi. 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 Mẹ. Biến ngay. Thôi 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 thôi, nổ 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 nổ. Rồi. Được sao đây? Hết mẹ đạn rồi. Ôi ôi. Ôi. Nhanh 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 nhanh. Đây rồi. Look at the control panel. It's got the same kind of dials, right? Yeah, a top one and a bottom one. Set the upper dial to 22. 22. And the lower dial 5. To 5. Hai hai này. 22 on top and 5 on the bottom. Rồi. Rồi, cứu được em này rồi. Mẹ, tao cứu nó mà thằng này nó chiếm ngay con này rồi. Khôn vãi. Mẹ thằng xoái ca. Thôi xong rồi. Bơ gian phu dâm phụ chết rồi. Joseph Kidman. Thôi có khi hôm nay chơi như thế thôi nhở. Tôi chơi gần 1 tiếng rưỡi rồi. Facebook chỉ cho clip 1 tiếng 30 phút thôi. Cảm ơn anh em đã ủng hộ nhé. Có gì ngày mai ngày kia tôi sẽ suy nghĩ xem là có chơi tiếp game này không. Rồi cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé. Mọi người giúp tôi thì like và share cái page trực tiếp game. Rồi anh em thức thì thức mà ngủ thì ngủ. Đợi đến 2 giờ sáng xem trận Euro nhé. Rồi bye bye, see you again.